Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chưa bứng xong ông chủ tịch trên đường Pfizer, các ứng viên đã ra vạch xuất phát ai và những ai. Câu chuyện về một số phận chính trị của ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa ngã ngũ. Khả năng ông chủ tịch nước sẽ bị thay thế vào hội nghị trung ương lần thứ 6 sắp tới là rất cao. Tuy nhiên, với những người đã vào tứ trụ thì họ quý ghế hơn cả sinh mệnh của mình. Và trường hợp ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phải trả giá như thế nào thì ai cũng biết. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh, ứng viên số 3. Ông chủ tịch Phúc đang đi vào đúng lộ trình mà ông Trần Đại Quang đã từng đi qua. Giữa nhiệm kỳ, ông bị áp lực ghê gớm, buộc phải rời chiếc ghế để nhường lại vị trí hiện nay cho người khác. Tuy nhiên, việc ép ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chưa xong thì trong nhóm lãnh đạo chủ chốt đã nổi lên hai nhân vật muốn nhảy vào tranh chiếc ghế chủ tịch nước này. Trước đây, tờ Thời báo .d đã có phân tích về nỗ lực của ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh muốn tranh với ông Tô Lâm để nhảy vào chiếc ghế chủ tịch nước để cứu lấy sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, ông Phó Thủ tướng Thường trực thì lại bị dính phốt chuyến bay giải cứu và cũng đã bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật khiển trách, hoặc nặng hơn có thể là thuyên chuyển ra khỏi vị trí Phó Thủ tướng Thường trực, nhưng vẫn giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị trong Đảng. Ngoài ông Phạm Bình Minh thì còn có ông Tô Lâm, đây là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế chủ tịch nước hiện nay. Ông Tô Lâm hiện nay đang làm mọi cách, đang vận động ông Tổng hỗ trợ ông đẩy Nguyễn Xuân Phúc rời chiếc ghế, và hiện nay họ đang hợp lực đẩy ông Phúc ra đi. Mới đây, ông Tô Lâm đã điều tra ra sự liên hệ của người nhà ông Phúc với chuyến bay giải cứu để củng cố tội chứng đối với ông chủ tịch nước đương nhiệm. Vì thế mà khả năng bảo vệ chiếc ghế hiện có của ông chủ tịch Phúc ngày càng mong manh. Nếu nói ông Phạm Bình Minh đang nỗ lực một cách thụ động, thì ông Tô Lâm đang rất chủ động với những cuộc điều tra bài bản nhắm vào gia đình ông chủ tịch Phúc. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, ứng viên số 2. Còn một nhân vật nữa không phải là yếu cơ, tuy âm thầm nhưng ông Võ Văn Thưởng đang rất muốn nhảy vào tứ trụ. Bởi ông Thưởng mà nhảy vào tứ trụ thì sẽ được trụ lại trong nhóm này lâu, vì hiện nay ông Thưởng còn khá trẻ. Hiện tại, theo thứ tự, ông Thưởng đang đứng liền sau bốn nhân vật trong tứ trụ, và thậm chí ông Thưởng có thể là ứng viên vào chiếc ghế tổng bí thư nếu ông Tổng có ý định rút lui. Theo như Thời báo .d được biết, vai trò của ông Võ Văn Thưởng đối với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngang bằng với vai trò của ông Tô Lâm đối với ông Tổng. Ông Tổng cũng tự xem ông là vua, và hai người tả hữu của ông là Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Võ Văn Thưởng là quan văn thay ông Tổng điều hành ban bí thư, còn ông Tô Lâm nhận lệnh ông Tổng để chinh phạt khắp nơi. Chiếc ghế chủ tịch nước được xem là phần của ông Tô Lâm, tuy nhiên không thể xem thường ông Võ Văn Thưởng. Như vậy là ông Nguyễn Xuân Phúc chưa bị hất rời khỏi chiếc ghế, nhưng đã có ba người chạy đua. Người dẫn đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đang dẫn đầu, người tiếp theo là ông Võ Văn Thưởng và người sau cùng là ông Phạm Bình Minh. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, ứng viên hàng đầu cho chức chủ tịch nước nếu ông chủ tịch Phúc ra đi. Nếu lần này không đạt được chiếc ghế chủ tịch nước thì ông Võ Văn Thưởng vẫn còn cơ hội, nhưng nếu ông Tô Lâm và Phạm Bình Minh không vì tuổi tác của hai ông này cũng không cho phép ở lại Bộ Chính trị đến nhiệm kỳ sau nếu không vào được tứ trụ. Chính trị tại Việt Nam như một mớ lộn xộn, chiến nhau để giành ghế, giành miếng ăn và thao túng quyền lực. Đôi khi họ bất chấp tất cả. Những ai quan tâm đến đời sống người dân, họ chỉ quan tâm đến quyền lực của họ mà thôi. Lợi ích của nhóm họ cũng như vậy. Bức tranh chính trị Việt Nam như là một bộ phim xã hội đen đúng nghĩa. Phe cánh chiến nhau, hạ nhau và kết quả kẻ xanh cỏ, người đỏ ngực. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi bị án dí, chiến hay hàng. Đại tá Đinh Văn Nơi là một dũng tướng hiếm có đang trong tay ông Tô Lâm. Và ông Tô Lâm là người đang muốn lập công dâng ông Tổng để được sự hậu thuẫn của ông Tổng cho chiếc ghế tứ trụ. Nói chung là có qua thì sẽ có lại. Trong tay ông Tổng có Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. Tuy nhiên chỉ có Bộ Công an là có nghiệp vụ mạnh hơn cả. Và ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh thì tất cả đều hiểu rằng cấp trên đang kỳ vọng ông Nơi sẽ làm gì ở đây. Đây là hình ảnh ông Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay ông Nơi mới về Quảng Ninh được hơn 20 ngày.
mới về Quảng Ninh, ông Nơi đã làm một vụ án đầu tay gây nên tiếng vang mạnh với việc bắt hai quan chức của công ty cổ phần nhiệt điện Đông Triều tội tham ô tài sản. Ngoài ra, ông còn cho càn quét rất nhiều tội phạm hình sự ngoài xã hội, nhưng thành tích này không có gì đáng nói vì đối với một giám đốc công an như Đinh Văn Nơi thì việc truy quét tội phạm hình sự không khó. Điều mà nhiều người quan tâm là ông Nơi sẽ làm gì với các quan chức đã bị dính chàm tại Quảng Ninh trước đó. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Nơi về Quảng Ninh vừa để bắt người, vừa truy tố trong phạm vi quyền hạn của công an tỉnh, vừa hỗ trợ Bộ Công an đánh những án lớn. Trừ những vụ án hình sự không đáng quan tâm, thì những vụ án kinh tế liên quan đến những mối quan hệ mờ ám dưới thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ở đây. Vụ án thứ nhất là vụ công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Quảng Ninh. Vụ này là vụ án tra hình, nghĩa là bề ngoài là án kinh tế nhưng bên trong là án chính trị. Vụ này ông Đinh Văn Nơi đang hỗ trợ. Vụ thứ nhì là tiếp tục khai thác nguồn tiền khổng lồ của ông cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà từ đâu mà có. Vụ án này cũng là vụ án tham nhũng nhưng lại liên quan đến chính trị. Không dễ dàng gì cho ông Đinh Văn Nơi, một đại tá công an ở tỉnh. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm kỳ vọng rất lớn ở đại tá Đinh Văn Nơi. Vụ thứ ba là vụ án liên quan đến ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ năm 2016-2021. Đây chỉ là một quan chức sai phạm có liên quan đến vụ Việt Á, nhưng ba quan chức khác. Tuy nhiên, quan chức cấp tỉnh hoặc cấp thành phố tại Quảng Ninh có tầm quan trọng hơn quan chức ở nhiều tỉnh, thành phố khác rất nhiều. Bởi bộ máy mà ông Phạm Minh Chính đã xây dựng từ năm 2011 cho đến năm 2015 vẫn còn đó. Nhưng có người nói nếu bứt dây ở Quảng Ninh thì sẽ động rừng ở Hà Nội, mà cụ thể là ngay trong chính phủ. Tại chính phủ có hai người đã từng xây dựng bộ máy nhân sự cho tỉnh Quảng Ninh, chứ không phải chỉ một người. Đó chính là ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Minh Chính. Ông Vũ Đức Đam thì đang bị lò của ông Tổng dí sát mặt. Tuy nhiên, những gì ông Vũ Đức Đam đã làm ở Quảng Ninh không để lại dấu ấn nhiều như ông Phạm Minh Chính đã làm. Thực tế, thời kỳ làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã để lại dấu ấn sâu đậm cho tỉnh này. Có cả dấu ấn tốt và dấu ấn xấu. Tuy nhiên, dấu ấn tốt không ai quan tâm và hiện nay người ta chỉ quan tâm đến dấu ấn xấu mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính để lại nơi đây. Vì thế, cứ hồ sơ điều tra nào, cho dù kinh tế hay hình sự có liên quan đến quan chức hoặc cơ quan công quyền, đều là án rất khó. Đây là hình ảnh bứt dây ở Quảng Ninh thì rất dễ động rừng ở chính phủ tại Hà Nội. Hiện nay, ông Đinh Văn Nơi nắm công an tỉnh Quảng Ninh có 3 tuần mà đã có 3 vụ án khó đang dí tới ông. Nếu ông xử lý tốt thì ông có công với Tô Lâm và ông Tổng và cơ hội lên chức sẽ rộng mở. Quân hàm thiếu tướng sẽ đợi ông. Tuy nhiên ngược lại, ông lại gây thù chuốc án với phe bị ông điều tra. Nếu ông làm không tốt thì bên bị điều tra sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng phe dùng ông sẽ không tha cho ông vì họ thất vọng, mà quan trọng là họ không thắng được đối thủ trong cuộc cạnh tranh quyền lực. Vậy là chiến hay hàng là câu hỏi được đặt ra. Đó là quyết định mang tính sống còn của ông. Có lẽ ông Nơi chọn chiến. Tuy nhiên, chiến có thắng được hay không là vấn đề hoàn toàn khác.